mình đi đặng mai mốt đó, mình chào bà gì ngoài đường mình gặp mặt rồi mình có biết người này người kia nọ con của dì Tứ Anh đó, nội cái mình giới thiệu không? Để mai mốt con nhìn biết tặng nó để đi ra đường chắc mình quẹt cái mình không biết phải thử đi ra vậy không không con của anh Tú lớn kìa nhìn mặt bà nhà mình biết là con của chào gì chào gì là con của bà gì còn cái này là đẹp không đẹp mắt đền nha có gì gì chúa đây bà đây vô chào ở mấy kiến nè đúng gì biết không nữa. Em bảo mắt kính đỏ kìa. Mắt kính đỏ như nào kìa. Xa gần đã đến đưa mẹ ba chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Một lần nữa chúng con xin chân thành cảm ơn.